ngàn phút giây tan rơi, lỡ là ta cách xa nhau một thời, lối về tìm trong di vãng nhạt nhòa, khóc thầm lệ vương mi trắng đêm trong cõi mộng. Ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau bao mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong cõi mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Cõi mộng ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau vào mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong khói mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Thời tiết á cũng giống như lòng người vậy, cũng sớm nắng chiều mưa, khó mà lường trước được. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp được bình minh thật sự, nhưng mà ở thành phố này khó tìm được một chỗ nào đó thông thoáng để ngắm bình minh lắm. Không cần đợi đâu anh, mình chỉ cần nhắm mắt lại đó, cảm giác mà ánh nắng xuyên qua, chỉ cần như vậy thôi là cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp và thư thái.
Ba, hậu sự của anh Hải con đã lo xong rồi. Ba đừng có buồn nữa, để anh Hải ra đi thanh thản nha ba. Nhưng mà vụ án của nó vẫn chưa kết thúc. Nếu là người khác thì nhất định ba sẽ bắt nó phải trả giá cho cái chết của thằng Hải. Nhưng đây lại là thằng Nghĩa. Mấy ngày nay ba thật sự rối bời trong lòng, cứ nghĩ tới mấy lời gian sinh của chị Nga. Con hiểu tâm trạng của ba mà. Con cũng rất đau lòng, vì tất cả đều là người thân của con. Con nghĩ cách tốt nhất là ba nên để công an xử lý theo pháp luật. Còn công việc ở công ty, tạm thời ba giao lại cho con và chú Sang. Ba, bác sĩ nói tình trạng của ba cũng đỡ nhiều rồi, vài ngày nữa có thể xuất viện mà ba. Ba không còn tâm trạng nào làm việc hết. Trong đầu của ba là chỉ nghĩ tới cái chết của thằng Hải, chỉ nghĩ tới sự ân hận vì đã không dạy dỗ nó cho đàng hoàng. Ba muốn có thời gian yên tĩnh. Con tôn trọng quyết định của ba. Còn về công ty thì đã có con lo liệu rồi. Ba cứ yên tâm nha ba. Ai đó? Mời vô. Dạ, con chào bác. Em con chào anh. Bác Nhân. Ủa, sao mày lại tới đây? À, tao có ghé nhà mày, thì chị giúp việc nói là mày ở trong này chăm sóc cho bác, cho nên tao với Yến mới chạy vô đây nè. Nhân à, sáng giờ á, mày có gặp dì Nga với làng ngoại sáo không? Không, tao bận lo tang lễ cho anh Hải. Bà ngoại và mẹ Nga có chuyện gì sao? Tao có về nhà để tìm gặp dì Nga, tính hỏi một chút chuyện về vụ án. Nhưng mà nhà đóng cửa không có ai. Còn điện thoại cho dì Nga với làng ngoại sáo không ai bắt máy hết. Bà Tám bà nói là chiều hôm trước dì Nga có ghé qua mua ít đồ, nói là đưa ngoại sáo về Long An, kêu là ở đó vài ngày á. Ê, ở dưới Long An á, mày có biết dì Nga có người thân nào không? Không, nhà tao đâu có người thân nào đó. Vậy dì Nga đưa ngoại sáo đi đâu? Có khi nào dì Nga bỏ trốn không? Chị Nga sao lại phải bỏ trốn? Dạ, con cũng không biết nữa. Con nghe luật sư Ân nói là thằng Nghĩa nó ở trọng á, nó nói là nó không giết anh Hải, dì Nga vu khống cho nó. Tại sao lại vậy? Có khi nào thằng Nghĩa nói dối để chạy tội hay không? Chứ mẹ Nga làm sao vu oan cho nó được? Công an vẫn còn cần tới mẹ Nga để hỗ trợ điều tra cho đến khi kết án. Chắc là mẹ Nga đưa ngoại đi đâu đó để tránh điều tiếng của hàng xóm xung quanh mà thôi. Mày nói cũng có lý. Nếu bỏ trốn á, thì bỏ luôn sim. Đằng này tao gọi vẫn được mà không bắt máy thôi. Chắc có khi là trốn tụi tao rồi. Ý tao nói là chắc là trốn hàng xóm. Anh Nhân, vậy ngày hôm đó anh có chứng kiến anh Nghĩa và anh Hải có xô xát gì không? Anh đã nói rồi, anh bị ngất làm sao anh thấy được. Anh cũng đã khai với bên công an là anh bị tụi bắt cóc đánh cho ngất xỉu. Câu chuyện sau đó Hải, Nghĩa và mẹ Nga tới, anh không biết gì hết. Ba của anh đang bệnh, anh nghĩ chuyện đó để cho công an điều tra đi. Mình đừng nhắc tới chuyện này nữa nghe. Vậy thôi, tao với Yến xin phép về. Dạ, thưa bác, tụi con về. Dạ, con chào bác. Em chào anh Nhân. Chắc là thằng Nghĩa nó muốn thoát tội, cho nên nó mới nói như vậy đó ba. Bình thường nó cũng hay nóng nảy đánh nhau. Thôi thì cứ như con nói, để cho công an xử lý thôi. Dạ, thôi ba nghỉ ngơi đi ba. Lúc đó ở hiện trường, ngoài xác của Hải ra thì chỉ có ba người. Nhân thì ngất xỉu, trên trán của hắn vẫn còn vết thương, cho nên khả năng cao là hắn không nói dối. Thì chỉ còn anh Nghĩa và dì Nga thôi. Có khi nào dì Nga là hung thủ vì muốn thoát tội cho nên mới đổ tội cho anh Nghĩa không? Nếu như bà Nga là hung thủ thì việc này cũng rất là hợp lý. Đó chỉ là suy đoán,
mà việc gì cũng cần phải nói đến chứng cứ. Nếu như bả là hung thủ thì bả chắc chắn là người mẹ tệ nhất trên đời này luôn. Vì để thoát tội mà vu khống cho con của mình. Hey, tôi đang thấy bực mình nè. Từ hôm qua tới giờ á, tìm hoài cũng không ra nhân chứng nữa. Theo tôi được biết thì công an cũng đang điều tra, truy lùng kẻ đã bắt cóc Nhân. Nhưng mà Nhân hoảng sợ cho nên không thể nào nhận dạng được chúng. Vì vậy nhân chứng duy nhất chỉ có bà Nga, mà bà Nga lại là mẹ ruột của anh Nghĩa, cho nên lời khai tin tưởng được. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho anh Nghĩa, vì tính cách hàng ngày của anh Nghĩa cũng là người rất là nóng nảy, đôi khi hay đánh nhau với một số đối tượng. Trước khi đi giao tiền chuộc, Hải cũng đã nghi ngờ, sợ Nghĩa là người ăn cắp tiền. Hai bên cũng đã căng thẳng với nhau từ trước đó. Vậy khoảng thời gian này anh Nghĩa có nhớ hay là khai thêm thông tin tình tiết gì cho bên công an không anh? Vì anh Nghĩa suy sụp và rất là tuyệt vọng. Có lẽ đả kích này quá lớn. Tôi hiểu tâm trạng của thằng Nghĩa. Nó suy sụp không phải là vì vụ ở tù quan, mà là vì chuyện của mẹ nó. Mọi người nghĩ thử coi, ai mà chịu nổi khi mẹ ruột của mình tố cáo vu oan cho mình ngồi tù. Tội nghiệp anh Nghĩa quá. Anh ơn, anh thu xếp cho em vô thăm anh Nghĩa được không? Chứ từ khi ảnh bị tạm giam tới giờ không có ai vô thăm ảnh được hết. Anh ơn à, có được không anh? Tạm thời vẫn còn đang điều tra, cho nên bên công an họ không cho vô thăm đâu. Để đầu tháng sau thì anh sẽ cố gắng hỏi thử công an coi vô thăm được không. Anh ơn, ráng giúp anh Nghĩa giùm tụi em nha. Nếu như mà có thông tin gì mới á, anh gọi báo cho em liền nha. Được rồi mọi người, thôi anh xin phép về trước. Dạ, dạ chào anh. Dạ cảm ơn anh. Chào anh. Cảm ơn anh. Chào hai em. Anh về. Ai vậy chị? Anh Phong, đối tác của mình gọi. Alo, em nghe nè anh Phong. Dạ, anh cũng thấy báo chí đưa tin về tình hình của anh Nghĩa rồi. Nhưng mà thiệt sự là anh không có giết người đâu anh. Còn chuyện của công ty, bây giờ anh Nghĩa bị như vậy, em cũng không biết làm sao nữa. Hay anh để em xem lại, rồi có gì em báo cho anh về hợp đồng của hai bên nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, em chào anh. Anh Phong nói, chuyện hợp đồng bây giờ mình tính sao? Mấy bữa nay mọi người bên công ty với lại bên xưởng vẫn làm việc bình thường, chị chưa có thông báo gì hết. Để coi tình hình của anh Nghĩa ra sao. Mà nghe luật sư Ân nói chắc là lâu lắm mới được thả ra. Còn nếu mà xui rủi không minh quan được, có khi phải đi tù mấy chục năm. Bình thường á, công ty chỉ phụ ít thôi à, toàn bộ là ảnh lo không à. Bây giờ làm sao mà chị làm nổi. Chắc phải đóng cửa thôi. Tôi thấy cô tính vậy đúng đó. Chứ tình hình vụ án của thằng Nghĩa bây giờ căng lắm. Hai anh chị à, ngày nào mà còn chưa kết án anh Nghĩa thì ngày đó mình còn hy vọng. Hai người đừng có nản lòng. Còn công ty thì chúng ta phải cố gắng vận hành, chờ anh Nghĩa về. Bởi vì đó là tâm huyết của anh Nghĩa, mình không thể đóng cửa được. Yến ơi, tụi anh cũng hiểu chứ. Nhưng bây giờ em nghĩ coi, lớp thì lo cho thằng Nghĩa, lớp thì lo chuyện công ty. Tụi anh thật sự rối lắm, không có gồng gánh nổi đâu. Em sẽ về công ty phụ với anh chị. Còn việc của anh Nghĩa, mình cứ để công an điều tra đi. Bởi vì mấy ngày hôm nay tụi mình có điều tra cách mấy thì cũng không ra được thông tin gì hết. Em sẽ thuê thám tử để họ giúp mình, để điều tra và tìm ra dì Nga. Họ chuyên nghiệp thì sẽ tốt hơn mình, còn mình chỉ là tay ngang thôi. Anh xin lỗi lúc nãy to tiếng với em. Tôi thấy Yến nói có lý đó. Yến, em chịu về công ty phụ tụi chị hả? Còn công việc mới của em thì sao? Anh Nghĩa từng cứu mạng em mà, mang ơn thì mình phải trả. Đây là lúc em phải trả ơn cho anh Nghĩa. Tụi mình cùng nhau cố gắng giúp anh Nghĩa nha, chờ ngày anh được minh oan.
Vô đi. Dạ anh cho gọi em. Cậu thông báo với các phòng ban là tôi sẽ đi làm lại trong ngày hôm nay. Tất cả những hồ sơ cần duyệt cậu gửi hết trong ngày hôm nay cho tôi. Còn dự án đấu thầu trung tâm thương mại của tập đoàn Thuận Phát sao rồi? Dạ hồ sơ dự thầu sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay và gửi anh duyệt à. Ừ, cô chuẩn bị đi. Tôi phản hồi một số email rồi đến phòng họp sau. Dạ. Mọi việc tuy chưa kết thúc nhưng cũng không quá nguy hiểm cho mình. Tốt nhất là cứ trở lại cuộc sống như bình thường thì mới khỏi bị nghi ngờ. Anh nghe. Em vừa gửi qua email cá nhân của anh về thông tin hồ sơ thầu của ông Khoa. Vậy sao? Anh chưa kiểm tra? Em nghĩ là sẽ có lợi hơn cho anh rất là nhiều khi anh biết được đối thủ của mình đang chuẩn bị gì. Đây coi như là món quà thể hiện thành ý của em. Cảm ơn em nhiều. Anh Nhân, em nhớ anh quá à. Hay là anh tới nhà của em nha. Với lại em có một số thông tin nội bộ nữa. Mình gặp nhau trao đổi sẽ tiện hơn. Ok, cuối tuần anh sẽ đến. Dạ, em đợi anh nha. Bây giờ em đi làm. Yêu anh nhiều lắm. Chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Bye anh. Đúng là không tệ mà. Chắc bây giờ ở chỗ tạm giam anh đang cô đơn và suy sụp lắm. Dì pha sữa cho con rồi nè. Dạ, con cảm ơn dì. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con quyết định dừng lại vào Đại Á. Con trở về Long Nghĩa sao? Đây là lúc mà con phải trả ơn cứu mạng của anh Nghĩa mà. Con cũng đã nhờ người của anh Phi tìm tung tích của bà Nga và cũng điều tra xem coi còn có nhân chứng nào khác chứng kiến vụ án ngày hôm đó hay không. Con yêu con Nghĩa đúng không? Con đã nói là con chỉ trả ơn ảnh thôi mà. Ngày xưa con và tên khốn kia cũng chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, mà hai người họ cũng chẳng phải là anh em ruột. Cậu Nghĩa là một người tốt, con yêu cậu Nghĩa gì cũng chẳng phản đối đâu. Nhưng bây giờ thì lại khác. Nếu mà cậu Nghĩa không được minh oan thì phải ở tù mấy chục năm đó con. Vì à, dì không muốn thấy con đau khổ. Con tin là anh Nghĩa nhất định sẽ được minh oan và được thả ra. Ảnh là người tốt, người tốt thì chắc chắn sẽ được phước lành. Dù anh có ra sao, con cũng sẽ không bỏ anh đâu. Và dì yên tâm, con cũng sẽ không sao nhãng việc báo thù đâu. Người của anh Phi vẫn đang tìm kiếm tên giang hồ kia. Và bây giờ Ngọc cũng đang bắt đầu câu dụ nhân vào kế hoạch của mình. Hình như là hắn đã cắn câu rồi. Trải qua biến cố, con làm gì dì cũng ủng hộ con hết trơn á. Dì chỉ mong con bình an, hạnh phúc là được. Dì cứ yên tâm, ngày trả giá của tên khốn kia sẽ mau tới thôi. Rồi con và dì sẽ tiếp tục những ngày tháng vui vẻ như xưa hết gì. Má, má xuống ăn sáng đi. Được con pha sữa cho má. Nga,
con thả má ra đi con. Đừng có phạm sai lầm nữa mà con. Má, má thương con. Má vì con. Má coi như chưa từng biết chuyện thằng Nghĩa bị oan. Được không má? Nga. Má đừng có nói nữa. Má nghe con nói nè. Má nghe lời con. Ráng ăn uống nghỉ ngơi đi má. Bây giờ con đi chợ. Con sẽ mua tôm về cho má ăn đỡ ngán. Vậy là mình không khuyên được nó rồi. Trời ơi, nó nhốt mình ở đây cũng nửa tháng. Mình ở đây bao lâu thì thằng Nghĩa ở trong tù chịu khổ bấy lâu. Phải rồi, mình phải tìm cách thoát ra mới được. Hay là chắc phòng ngủ không khóa cửa. Giờ sao? Giờ sao ta? Hay là chú ơi, hả? Chú cho con hỏi thăm chút chú ơi. Hỏi gì chú? Dạ có cái cô ở ngoài chợ á, có thấy cái cô này ở trong khu này nè. Chú biết chú chỉ giúp giùm con với. Chú có thấy cô ở trong hình này không chú? Có. Dạ dạ. Tôi cũng không biết cổ từ đâu tới, nhưng mà cổ thuê cái nhà tuốt ở đằng kia kìa. Dạ dạ. Mà hồi nãy đi ngang á, thấy cổ đi chợ. Dạ. Giờ vậy đi, cậu nhìn thẳng cái tay tôi ha. Dạ. Cậu chạy thẳng cuối đường. Dạ. Cái rẽ trái. Dạ. Rồi chạy thêm đoạn nữa. Dạ. Tới. Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ dạ. Sao vậy nè? Bà bị sao vậy chị? Gọi điện thoại cấp cứu. Dạ dạ dạ, để em gọi liền. Má ơi. Dạ bác sĩ ơi, tình hình má tôi trong đó sao rồi bác sĩ? Chúng tôi rất tiếc do chấn thương của bác quá nặng nên không qua khỏi.
Chị ơi, chị có sao không? Chị ơi, chị à. Chị ơi, chị. Alo. Tôi nghe nè. Cô à, tôi đã tìm được bà Nga rồi. Nhưng mà bà Sáu bị té lộn, bà bị thương nặng lắm, đang trong phòng cấp cứu, chắc không qua khỏi. Họ không biết anh. Hay bây giờ anh cứ tiếp tục ở lại tiếp cận bà Nga nha. Chứ nếu bây giờ tôi mà đến đó thì sẽ lộ thân phận. Anh hãy bí mật báo tin cho tôi. Với lại bà Nga cũng đã cảnh giác tôi rồi, cho nên tôi sẽ không có lợi bằng anh đâu. Có tin gì á, anh gọi điện thoại báo liền tôi biết nha. Dạ, tôi biết rồi cô. Chào anh. Má! Má ơi, má! Má ơi! Má ơi! Con xin lỗi má. Con xin lỗi má. Có chuyện gì vậy mẹ? Nhân ơi, bà ngoại con định ra ngoài cho nên leo lầu. Bà ngoại bị té, chấn thương sọ não, bà ngoại mất rồi. Tại sao lại vậy? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Mình không nhốt bà ngoại thì bà ngoại sẽ không tìm cách thoát ra ngoài để gặp ông Phước, thì sẽ không tới nổi. Mẹ, tất cả chỉ là tai nạn không mong muốn thôi. Con mới là cháu ruột của ngoại, nhất định bà ngoại phải thương con hơn là thương thằng Nghĩa. Nếu như biết sự thật, ngoại cũng sẽ chọn bảo vệ con mà thôi. Ngoại sẽ hiểu cho mình mà mẹ. Xin lỗi mẹ. Ngoại, ngoại là người có công nuôi con lớn khôn, nên con mới nương tay không hại ngoại, đem nhốt ngoại như vậy. Tai nạn của ngoại không phải là lỗi của con, mong ngoại đừng trách con. Ngoại đã mất rồi, sẽ không còn ai tiết lộ bí mật của con với ông Phước nữa, nên mẹ cứ bình tĩnh. Con sẽ gọi cho tụi thằng Long, nó là ngoại trượt chân té mất, để cho tụi nó đừng nghi ngờ. Bây giờ để con làm thủ tục đưa ngoại về an táng. Hồi nãy có cái chỗ phụ đưa ngoại vào đây nè, chúng nói là sẽ đi làm thủ tục cho mình rồi con. Má ơi. Anh là ai vậy? Dạ chào anh. Có phải anh là người giúp mẹ tôi đưa ngoại vào đây đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh nhiều nghe.
Dạ có gì đâu anh. Hay là để tôi phụ giúp mọi người đưa bà về nha. Thôi không cần đâu, tôi tự lo liệu được. Dạ. Thôi vậy cái thủ tục của bà tôi đã làm xong hết rồi, tôi gửi lại cậu để còn đưa bà về nha. Dạ. Vậy thôi không có việc gì tôi về. Chào anh. Cảm ơn anh. Má ơi, là tại con mà má chết. Má ơi. Bà Sáu là một người rất tốt. Không ngờ bà Sáu lại ra đi như vậy. Đúng là người tốt, lại không có kết cục tốt, gặp phải con cháu như vậy. Không lẽ Nhân thật sự là con ruột của bà Nga sao? Chính tay con nghe mẹ con của họ nói như vậy mà. Với lại lúc đó họ rất xúc động, không thể nói dối được. Chắc là sự thật rồi. Thì bà Nga mới đối xử với anh Nghĩa như vậy. Con nói cũng đúng. Đâu có người mẹ nào mà không thương con. Hôm nay á, dì cứ thắc mắc về cái bà Nga này hoài. Cứ nghĩ á, chắc là bà ham tiền, hay là bị ai uy hiếp gì đó. Thì ra cậu Nghĩa không phải là con ruột của bà. Vậy có thể bà là hung thủ rồi đó con. Cũng không loại trừ khả năng là Nhân đâu. Vì khi đó tôi có nghe Nhân nói một câu, là bà Sáu phải thương hắn nhiều hơn Nghĩa. Nếu biết được sự thật cũng sẽ chọn bảo vệ hắn. Đúng. Không loại trừ khả năng chính hắn làm bản thân bị thương để loại trừ anh Nghĩa. Lúc nãy khi tôi còn ở công ty, hắn đã gọi cho Long báo tin là bà Sáu té và mất. Chưa hết, hắn còn báo cho mọi người là sáng mai đến chùa để tiễn bà. Cũng đủ thấy là hắn ta bình tĩnh và gian xảo như thế nào. Vậy tiếp theo mình phải làm sao? Lúc này tên Nhân rất là cẩn trọng, tôi khó mà tiếp cận với mẹ con họ. Bây giờ chỉ có ông Phước mới đủ khả năng tiêu diệt tên Nhân. Chỉ cần ông Phước nghi ngờ thân phận của tên Nhân và xét nghiệm ADN với hắn, công an sẽ biết được sự thật bà Nga không phải là mẹ ruột của Nghĩa, thì sẽ đặt nghi vấn về lời khai của bà, tình nghi bà. Cũng có thể Nghĩa sẽ có hy vọng. Nhưng mà nếu con đi báo cho ông Phước thì không hay đâu con. Rủi tên Nhân biết được thì sao con? Vẫn còn có Long và Trâm, con sẽ để hai người đó thay con. Bà Sáu chết trong oan ức như vậy. Nhưng mà anh Nghĩa bị oan, ảnh đâu có giết ai đâu. Bà Sáu, con xin lỗi bà. Nếu con có gì không phải trước hương hồn bà, mong bà bỏ qua cho con. Con phải cứu anh Nghĩa. Dù anh Nghĩa không phải là cháu ruột của bà, nhưng con biết bà muốn anh Nghĩa được minh oan mà, đúng không bà? Không lẽ những gì tối qua mà bà Sáu báo mộng cho em lại là sự thật? Yến, em nói gì vậy? Ngoài Sáu dạy báo mộng cho em hả? Ừ. Tối hôm qua em nằm mơ thấy bà Sáu dạy cầm tay em nói là: Yến ơi, bà biết thằng Nghĩa bị oan, nhưng mà bà không giúp được gì cho nó. Còn hãy thay bà tìm ông Phước, nói với ổng thằng Nghĩa mới là con ruột của ổng nghe con. Yến, tại em coi phim nhiều quá rồi bị lậm nên mới mơ vậy đó. Nghĩ sao bà Sáu nói vậy vậy? Anh Nghĩa làm sao mà là con của ông Phước được? Ồ, nhưng mà em đã nói là em nằm mơ thấy bà Sáu nói như vậy với em thiệt mà. Với lại em cũng có nghe một vài người cũng thường hay được báo mộng như vậy lắm. Anh Long, anh cũng hay tin chuyện tâm linh mà đúng không? Chứ trước vong linh của bà Sáu em đâu có dám nói dối. Đúng rồi đó, cái chuyện tâm linh này thả tin có còn hơn không. Nhưng mà em thấy bà Sáu trong giấc mộng của em nói đúng. Nếu như mà anh Nghĩa không phải là con ruột của dì Nga, thì việc mà dì Nga đổ oan cho anh Nghĩa rất là hợp lý luôn đó anh chị. Đúng rồi, anh Nghĩa không phải là con của bà, cho nên bà mới làm như vậy. Trong cái phim mà chị hay coi cũng có mấy cái màn tráo thân phận giống vậy á.
Bình thường thì anh cũng thấy dì Nga rất quan tâm tới thằng Nhân. Thật ra trước đây anh Nghĩa chia tay với chị Hương, rồi chị Hương đến với anh Nhân. Hey, là do dì Nga với anh Nhân bày mưu tính kế đó. Thiệt hả? Chính anh Nghĩa đã nói với em mà. Ngay cái hôm mà ảnh buồn, ảnh nhậu say rồi ảnh nói đó. Vậy chắc họ là mẹ con thiệt rồi, cho nên mới làm vậy với anh Nghĩa. Hay là bây giờ mình đi báo cho ông Phước, rồi nói sự thật cho ổng biết, để ổng đi xét nghiệm ADN với tên Nhân. Nhưng mà nếu như nói là em mơ, chắc chắn là ổng sẽ không tin đâu. Lần trước mình tới bệnh viện đó, còn có dì Nga mà ổng còn không muốn tiếp nữa, em nhớ không? À, anh Long, hay là anh làm bộ anh nói có lần anh nghe lén dì Nga gọi điện cho anh Nhân, nói con là con ruột của mẹ thì làm sao mà mẹ không thương con được. Cái việc mà anh nghe được cũng rất là hợp lý, bởi vì anh ở nhờ nhà dì Nga mà. À, đúng rồi, em nói cũng có lý nha. Thôi, tụi mình đi. Hay là anh chị đi gặp ổng nha. Tại vì em không có giỏi ăn nói, em đi theo cũng đâu có được gì đâu. Công ty cũng còn nhiều việc lắm, để em về công ty làm việc cho xong. Thôi, em về công ty đi, để tụi chị đi cho. Dạ dạ. Ngoài sáu, ngoài sáu phù hộ cho thằng Nghĩa sớm được minh quang nha. Tụi chị đi nha. Dạ chị. Dạ ông chủ, có hai cô cậu này tìm ông. Dạ xin phép. Ngồi dạ đi. Con chào dạ, bác. Con chào bác. Cô cậu là bạn của thằng Nghĩa đúng không? Tôi đã nói rồi, chuyện của thằng Nghĩa cứ để cho pháp luật xử lý. Bác ơi, có khi nào bác nhầm lẫn không? Thằng Nghĩa mới là con ruột của bác, chứ không phải là thằng Nhân đâu. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Thưa bác, con ở chung nhà với dì Nga. Có lần con tình cờ nghe được dì Nga nói chuyện điện thoại với thằng Nhân á. Dì Nga nói là con là con ruột của mẹ, làm sao mẹ không thương con được. Dạ đúng đó bác, con hay coi phim truyền hình hoài à. Mấy cái vụ mà trao đổi thân phận nhiều lắm đó bác. Với lại anh Nghĩa không có ngộ sát anh Hải đâu, cho nên chỉ có một lý do là bà Nga không phải là mẹ ruột của ảnh, cho nên mới vu khống ảnh như vậy đó. Bác, bác tin tụi con đi mà bác. Bác xét nghiệm ADN với anh Nhân với anh Nghĩa đi mà bác. Cô cậu đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Thằng Nhân là con ruột của tôi. Bác à, thì bác cứ đi xét nghiệm lại, cũng đâu có mất mát gì đâu. Bác ơi, thằng Nghĩa nó thật sự bị quan. Con chơi với nó từ nhỏ tới giờ, con rất hiểu tính nó mà. Nó không biết nói dối hay là lừa gạt hại ai cái gì đâu bác. Bác ơi, dì Nga thật sự có vấn đề đó bác. Có khi dì Nga chính là hung thủ giết anh Hải, cho nên đổ tội cho anh Nghĩa để mà chạy tội. Bác, không lẽ bác không muốn tìm ra hung thủ thật sự để anh Hải được an nghỉ sao bác? Bác đi xét nghiệm đi bác. Chỉ cần dì Nga không phải là mẹ ruột của thằng Nghĩa thì công an sẽ ghi nhấn lời khai của dì Nga mà thôi. Tôi đã nói rằng thằng Nhân là con ruột của tôi. Cô cậu đừng có ăn nói bậy bạ nữa. Chị Nhàn, tiễn khách đi. Dạ. Bác ơi, bác ơi, bác. Bác ơi. Bác à, bác suy nghĩ lại đi mà bác. Bác. Cô cậu ơi, cô cậu về giùm cho. Thôi, mình về đi, bị người ta đuổi rồi, có làm được gì nữa đâu. Nhưng mà... Thôi, đi về. Mm-hmm.
nói cũng không phải không có lý. Nghĩa thật sự là một chàng trai tốt. Lúc thằng Nhân bị bắt cóc, bà Nga cũng rất lo lắng cho nó. Không lẽ bà Nga mới thật sự là người ngộ sát thằng Hải? Nhưng không lý nào bà Nga lại nghĩ thằng Nhân là con của bà. Tụi anh nói hết lời rồi mà ông không chịu tin, còn đuổi Trâm với anh ra khỏi nhà nữa. Nếu như vậy thì em nghĩ chắc tụi mình phải tính cách khác. Hay là để em nói với thám tử của em tiếp cận với bà Nga xem có thông tin gì hay không. Tại vì dường như là bây giờ bà hơi cảnh giác tụi mình rồi. Tụi mình số làm sao á, hết tin buồn này tới tin buồn khác. Nè, báo cho bà một tin buồn nè. Vậy luật sư Ân mới gọi cho tôi á, nói là cái chuyện hôm trước mình xin á để vô thăm thằng Nghĩa bị từ chối rồi. Trời ơi, tôi mong tới ngày được gặp anh Nghĩa lâu lắm rồi. Luật sư Ân có nói là anh Nghĩa hiện tại như thế nào không? Anh Ân nói là thằng Nghĩa nó tiều tụy lắm. Tội nghiệp anh Nghĩa quá. Ê, nhưng mà không vô thăm được, vậy thì mình có gửi đồ ăn vô được không? Yên tâm đi, mấy chuyện đó tôi lo được. Là gửi vô được đúng không? Ừ, tôi mua xong hết rồi. Mua cái gì mà mua? Ông lúc nào cũng hời hợt, chắc chắn là sẽ thiếu hụt nhiều lắm. Bây giờ ông để cho tôi mua đi, tôi đi mua đủ thứ gửi vô cho ảnh. Thiếu đủ thứ hết mà, ông sao mua mà đủ được? Nè, ở trong đó người ta chỉ cho mang những đồ cần thiết thôi. Bà tưởng thằng Nghĩ đi nghỉ dưỡng hay gì mà đòi mua hết siêu thị vô đó? Mà em nghĩ chắc là mình phải báo với luật sư Ân, giấu đi chuyện bà Sáu mất, để anh Nghĩa không phải suy sụp thêm. Tội ảnh. Anh cũng nghĩ như vậy. Tội nghiệp anh Nghĩa quá. Số ảnh chi mà khổ dữ gì không biết nữa. Anh Nghĩa rất thích ăn ngọt. Hay là nghi vấn. Họ nói đúng, mình phải tìm ra hung thủ thật sự để thằng Hải còn yên nghỉ. Cứ gặp bà Nga nói chuyện thử xem sao. Dì Nha. Cậu Nhân, cậu sang thăm ông chủ hả? Dạ, con đi gặp đối tác gần ở đây nè. Với lại có một số giấy tờ của công ty cần chữ ký của ba, cho nên con mang qua cho ba ký luôn. Dạ, hay cậu gọi ông chủ đi, coi chừng nào ông chủ về. Chứ ông chủ cũng mới vừa đi à. Ủa, ba vẫn chưa khỏe hẳn mà đi đâu vậy dì? Tôi nghe ông chủ gọi mẹ nuôi của cậu, hỏi bà đang ở đâu để qua thắp nhang cho bà Sáu đó. Hôm qua con nói là đợi cuối tuần rồi con chở ba đi. Tại vì mẹ Nga bây giờ về Hóc Môn rồi, bà nôn nóng quá để sớm quá hả chị? Có khi nào là do hai cô cậu hôm qua tới làm phiền không cậu? Dì nói ai? Nghe ông chủ nói là bạn của cậu Nghĩa. Họ tới nói lung tung nhiều lắm. Họ nói cậu không phải là con của ông chủ, rồi bà Nga là hung thủ giết cậu Hải nữa. Cậu Nghĩa không phải là con của bà nên bà mới du oan như vậy đó. Nói đủ thứ hết trơn, kêu ông chủ đi xét nghiệm ADN với cậu. Ông chủ giận quá rồi đuổi họ về. Cậu Nhân. Ủa cậu Nhân, cậu sao vậy? Cậu Nhân. Tôi vô được rồi, cậu cứ ở đây chờ tôi. Dạ, được rồi.
Chị Nga ơi, chị Nga. Ủa, anh Phước. Chào chị. Dạ, chào anh. Mời anh vô nhà. Dạ, mời anh ngồi. Anh ngồi đi. Bộ chị tính ở đây luôn sao chị Nga? Dạ. Anh uống nước. Nhà cũ á, sắp bị ngân hàng tịch thu rồi. Ở đây cũng yên tĩnh, sạch sẽ hơn nhà cũ. Nên nếu được chắc tôi ở đây luôn. Tôi cũng muốn báo với chị về vụ án của thằng Hải. Đã tìm được nhân chứng mới, chứng kiến vụ án. Ủa, nhân chứng nào vậy anh? Tôi có thuê thám tử điều tra song song với công an. Lúc nãy trên đường đi tới đây, thám tử gọi về báo cho tôi biết là đang tiếp cận được một tên bắt cóc. Hắn đã chứng kiến vụ án. Hắn nói thằng Nghĩa không phải là hung thủ. Tôi không biết có thật như vậy không. Tôi đang định báo công an bắt hắn. Có khi nào ông đang thử mình? Thằng Nhân nói tụi bắt cóc đã qua Campuchia an toàn hết rồi mà. Sao bây giờ ông lại nói như vậy? Là cậu Nhân sao? Tôi nghĩ cái tên đó chắc đang cố tình lừa gạt anh thôi. Vì tôi tận mắt chứng kiến vụ án mà. Thằng Nghĩa là con tôi. Không lẽ tôi đi vu khống con mình? Nhưng mà sao hôm qua thằng Long nó đến tìm tôi? Nó nói là nghe chị nói chuyện điện thoại gì đó với thằng Nhân. Nói thằng Nhân mới là con ruột của chị. Cái thằng Long đó là chuyên gia cờ bạc, lừa đảo, lừa tiền người ta. Lời của nó nói sao mà tin được? Cái đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất nước mới vừa bị bắt đó, mẹ nó là một trong những người cầm đầu đó. Không tin anh cứ đi hỏi hết mọi người trong xóm của tôi, ai cũng biết rõ về nó mà. Tội nghiệp, chắc là nó muốn cứu thằng Nghĩa cho nên mới đặt điều nói xấu tôi như vậy. Tụi nó chơi thân với nhau từ nhỏ mà. Thì ra là vậy. Vậy mà tôi còn đa nghi nữa. Bán tín bán nghi, tin lời của nó nữa. Chứ chị làm sao mà có thể lầm thằng Nhân là con của chị được? Chị với thằng Nghĩa cùng nhóm máu AB y chang như nhau. Anh nói gì? Sao lại thằng Nghĩa là nhóm máu AB? Cái hôm thằng Nghĩa vào bệnh viện thăm tôi. Hình như là bệnh viện đang thiếu máu, cần người tình nguyện đó. Hôm trước con bị thương, cần truyền máu, cho nên con mới biết là mình nhóm máu AB. Hay là để con xuống dưới hiến máu cho bệnh viện nha. Con đi nha bác. Ừ, đi đi con. Rồi tôi mới nhớ lại, hồi đó Hiền kể với tôi là Hiền với chị lúc đó thiếu thốn, phải đi bán máu lấy tiền đi học. Cổ thì nhóm máu O, còn chị thì nhóm máu AB. Không thể nào thằng Nghĩa sao lại là con tôi được. Không phải là anh đã lấy sợi tóc tôi đưa đi xét nghiệm ADN rồi sao? Thằng Hải nó vốn đa nghi nên nó không lấy sợi tóc của chị đưa. Nó muốn tự tay lấy tóc thằng Nhân nó mới chịu. Chị Nga, chị có nhớ cái lần thằng Nhân tự nhiên bị cướp đánh ngất xỉu không? Là thằng Hải cho người đánh thằng Nhân ngất xỉu, rồi nó dàn dựng y như vụ cướp để lấy tóc của thằng Nhân đi xét nghiệm. Thằng Nhân chắc chắn là con ruột của tôi. Chứ tôi với Hiền đều nhóm máu O, làm sao mà có con nhóm máu AB như thằng Nghĩa được. Chị nghĩ kỹ lại đi chị nghe. Anh nói thiệt hả? Trời ơi. Có chuyện gì vậy? Còn ông chủ đâu?
Sao lại như vậy? Rõ ràng thằng Nhân là con tôi mà. Chị nói cái gì vậy? Chị ơi, chị nhớ lại coi bé nào là con của tôi. Tôi có ghi mà. Nè nè, bé này nè chị. Đây nè, cảm ơn chị. Lúc xưa tôi và con Hiền đều sinh non cùng lúc, nên hai đứa nhỏ vừa sinh ra đã bị đưa đi phòng dưỡng nhi. Con Hiền chết khi vừa sinh xong, còn tôi thì kiệt sức bị ngất, cho nên là chưa hề biết mặt con. Rồi bệnh viện bị cháy, mọi người lo sơ tán. Có lẽ vì vậy mà họ đã trao nhầm thằng Nhân cho tôi. Nghe ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ hại con rồi Nghe ơi. Nghe ơi, chính tôi đã giao khống cho con trai ruột của mình vô tù. Tôi khốn nạn. Má ơi, con làm lớn rồi má ơi. Chị Nga, chị nói cái gì vậy? Vậy tôi hiểu lắm, thằng Nhân mới là con ruột. Tôi phải che giấu cho nó, đổ quyền cho thằng Nghĩa. Người ngộ sát là thằng Nhân con anh, không phải là thằng Nghĩa con tôi. Sao lại là thằng Nhân được chứ? Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Còn có thằng Thắng giang hồ biết được sự thật này, không tin anh cứ hỏi nó được mà. Phải rồi, tôi phải đến trình báo công an để cứu thằng Nghĩa. Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, tha lỗi cho mẹ Nghĩa ơi. Chị Nga, ông chủ đâu ta? Bữa giờ tôi phải chăm sóc da, bây giờ tôi phải đi tẩy da chết rồi đắp mặt nạ nữa. Mai đón chàng về nữa. Em đợi anh từng ngày từng giờ, đi qua đợi nắng như gió từng đợi sao. Và cuối cùng anh cũng đã rời khỏi nhà lao. Coi như mình có lỗi với thằng Nghĩa, mà sẽ tìm một sự giỏi cho nó, để nó được mức án nhẹ nhất. Khi nó ra tù, ba sẽ bù đắp cho nó. Nhưng mà con phải hứa với ba là từ nay con không được làm việc xấu nữa. Em sẽ sắp xếp tôi hoàn trả lại cho anh. Không lẽ em còn giận anh hay sao mà nói vậy? Trước khi vụ án của Hải xảy ra, em đã tha lỗi cho anh Hải rồi. Chỉ là em không muốn phiền tên Hải mà thôi. Vụ án của anh Hải là do anh bị thương rất xỉu, nên không làm chứng gì được cho em hết. Anh cũng thấy rất có lỗi, vì anh mẹ mới bị liên lụy. Những chuyện đó đúng là tôi sai, nhưng thằng Nghĩa đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi không ngờ là các người vẫn còn để bụng, nên đặt chuyện tôi không phải là con ruột của ba tôi. Tôi cảnh cáo các người, nếu còn nói tầm bậy nữa, tôi sẽ không để cho các người đâu. Nếu vậy anh tự tin quá thì anh có dám xét nghiệm ADN với lại dì Nga không?